kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trên thế giới, giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương pháp trọng tài hoặc hòa giải thương mại đã khá phổ biến, còn ở Việt Nam thì hầu như rất ít được áp dụng. Và thậm chí đến tháng 2 năm 2017, khi Nghị định 22 năm 2017 ra đời, hòa giải thương mại mới lần đầu tiên và chính thức trở thành một chế định trong tố tụng dân sự của Bộ Luật Dân sự 2015. Ưu điểm và nhược điểm của chế định này trong pháp luật Việt Nam là gì? Làm thế nào có thể tối ưu hóa chế định hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho nhà nước và công dân, vừa giảm bớt thời gian tố tụng kéo dài và giải quyết triệt để các mâu thuẫn giữa các đơn sự? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Hòa giải thương mại ở Việt Nam cần sớm được tối ưu hóa. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa đề cập, thì trên thế giới, giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương pháp trọng tài hoặc hòa giải thương mại đã khá phổ biến, còn ở Việt Nam thì rất ít được áp dụng. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa coi hòa giải thương mại là một hoạt động dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp nên chưa sử dụng rộng rãi phương thức này. Mời quý vị đến với phóng sự ghi nhận sau đây của chúng tôi. Hòa giải là một chế định quan trọng trong tố tụng dân sự, là hoạt động do tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án dân sự. Việc hòa giải có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí cho nhà nước và công dân, giảm bớt giai đoạn tố tụng kéo dài, vừa giải quyết triệt để các mâu thuẫn giữa các đương sự. Do đó, nếu chế định hòa giải không được quan tâm trong việc giải quyết vụ án dân sự, thì quyền và lợi ích của các bên đương sự sẽ không được đảm bảo. Tuy nhiên, theo kết quả của một cuộc khảo sát mới đây do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thực hiện, với hơn 350 doanh nghiệp ở cả hai miền Bắc và Nam cho thấy 81% doanh nghiệp trả lời chưa từng tham gia hòa giải, 70% doanh nghiệp không hề quen thuộc hoặc chưa đủ quen thuộc với quy trình hòa giải. Với những số liệu mà Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAT xét xử và hòa giải cho đến nay thì thấy rằng là cái thực tiễn áp dụng cái chế định hòa giải thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại đối với các doanh nghiệp là còn tương đối là hạn chế. Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến và phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, mới chỉ có một số ít các doanh nghiệp hoặc tổ chức Việt Nam sử dụng phương thức hòa giải để giải quyết các tranh chấp. Còn phần lớn doanh nghiệp chưa coi hòa giải thương mại là một hoạt động dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp nên chưa sử dụng rộng rãi phương thức này. Phần lớn những doanh nghiệp Việt Nam khi mà ký kết với nước ngoài, ký kết hợp đồng kinh tế với nước ngoài thì hay sử dụng trọng tài, sử dụng luật nước ngoài điều chỉnh. Và cái điều đấy làm cho đôi khi họ sử dụng như vậy thì gần như là một cái thói quen hoặc là theo yêu cầu của phía bên đối tác nước ngoài. Nhưng mà trên thực tế chưa chắc họ đã hiểu về những cái luật đó, hiểu về những cái trình tự, kể cả luật nội dung, luật tố tụng của nước ngoài. Họ cứ theo bên kia họ nói như nào thì ok, chấp nhận luôn hợp đồng thì cũng chấp nhận luôn cả các cái việc giải quyết tranh chấp. Vì thế, đấy là bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Rõ ràng, với con số hơn 10 trung tâm trọng tài đang hoạt động, và ngay cả Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là trung tâm hòa giải chuyên nghiệp và lớn nhất cả nước, bắt đầu cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp từ năm 2007, nhưng đến nay mới chỉ có 5 vụ được thực hiện. Có thể thấy, hòa giải thương mại vẫn còn là một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Nhìn vào thực tế áp dụng phương thức hòa giải thương mại ở Việt Nam, người ta hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi và hoài nghi vì sao một hình thức phổ biến trên thế giới như vậy lại ít được biết đến ở Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc sử dụng chế định này với bối cảnh kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam. Thứ nhất, phải kể đến sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương. Tôi nghĩ rằng là trước hết là ở Việt Nam thì cũng tùy những vùng miền khác nhau, phụ thuộc vào cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nên là những cái giao lưu kinh tế quốc tế chưa nhiều. Và hơn nữa là cái công tác tuyên truyền pháp luật cũng như là cái tiếp cận pháp luật quốc tế nước ngoài của các doanh nghiệp cũng như là của các bên có liên quan cũng chưa phổ biến và nhận thức về cái vấn đề này chưa được sâu rộng, cho nên là có thể là người ta vẫn còn e ngại. Nhận thức, thói quen và hiểu biết pháp luật của các doanh nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế của việc áp dụng chế định hòa giải thương mại ở Việt Nam.
Hiện nay là doanh nghiệp của tôi cũng vướng nhiều, nhưng mà thường là tự doanh nghiệp giải quyết chứ chưa có sự can thiệp của quản lý nhà nước cũng như các cơ quan hữu quan. Thì tôi rất muốn sau này chúng tôi sẽ có kiến nghị với VCCI làm sao mà hỗ trợ chúng tôi tốt nhất về cái việc tranh chấp cũng như cái việc mà ủng hộ cái doanh nghiệp theo cái định hướng của nhà nước. Nghĩ rằng là cái tiếp cận pháp luật và cái nhận thức pháp luật cũng như là cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nắm vững pháp luật của cán bộ công chức cũng như các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thì cần phải được nâng cao hơn nữa. Hòa giải ngoài tòa. Vậy thì cái hòa giải ngoài tòa ấy, nếu như trong trường hợp họ tự hòa giải với nhau rất có thể có những cái vấn đề về mặt pháp luật. Vì vì cái nhận thức pháp luật của ở Việt Nam nhìn chung mà nói là nó chưa được cao. Nó chưa được cao. Và vì thế cho nên là rất có thể trong cái lúc họ giải thì những cái chế định pháp luật mà nó rất là quan trọng. Nó có thể là họ cũng chưa ý thức được hết được, cho nên là rất có thể là sẽ được không có nhận được cái việc đó, vì nó có trái những nguyên tắc cơ bản rồi nó trái điều cấm, nó vi phạm điều cấm chẳng hạn, thì rất có thể là nó sẽ có những cái mà làm cho đấy là việc khó khăn. Và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đó là việc trong rất nhiều năm qua quy định pháp luật mới chỉ ghi nhận các nguyên tắc chung về việc các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải mà chưa có những quy định cụ thể trong tố tụng dân sự ở Việt Nam. Do vậy, doanh nghiệp và bản thân các cơ quan có thẩm quyền cũng không có được khung nền cơ bản pháp lý để áp dụng chế định này trong thực tiễn. Và phải đến tận ngày 24 tháng 2 năm 2017, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 22 năm 2017 quy định về hòa giải thương mại, thì lần đầu tiên và chính thức đưa hòa giải thương mại trở thành một chế định trong tố tụng dân sự của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hiện nay thì khi lựa chọn bất kỳ một cái phương thức giải quyết tranh chấp nào, doanh nghiệp, các bên tham gia sử dụng cái phương thức giải quyết tranh chấp đó luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi đầu tiên, đó là cái hiệu lực pháp lý của cái phương thức này. Thì rõ ràng là các anh chị có thể biết rằng là năm 2017, Chính phủ mới ban hành một cái nghị định hòa giải đầu tiên xác lập về hiệu lực pháp lý về chế định hòa giải, về hiệu lực pháp lý của kết quả hòa giải. Thế thì rõ ràng là trong quá khứ thì đã có những cái nhu cầu sử dụng cái phương thức này. Nhưng tuy nhiên do cái quyền lợi của các bên không được đảm bảo, đặc biệt là khi kết quả hòa giải được ban hành mà các bên không tự nguyện thi hành thì sẽ không có một cái cơ chế pháp lý nào tổ chức cưỡng chế. Thì dẫn tới là quyền lợi các bên không được đảm bảo. Thì đấy là một trong cái quan ngại dẫn tới là việc các bên rất là e ngại khi sử dụng cái phương thức hòa giải. Cái thứ nhất về vấn đề cái việc mà hòa giải. Thì bởi vì cái hòa giải thì trước đây thì chưa có cái chế định quy định tòa án công nhận. Thì như vậy thì cái thỏa thuận người ta nó không có ràng buộc cái thi hành. Thì nay mà nếu có một cái chế định mà hòa giải ngoài tòa án, thỏa thuận ngoài tòa án, nhưng mà tòa án công nhận cho thi hành thì nó sẽ thành nó có một cái giá trị là cái hiệu lực của nó. Thì người ta sẽ chọn, còn trước đây thì người ta không chọn là do nó không có hiệu lực. Mặc dù có tình trạng thiếu nhận thức về chi tiết của quy trình hòa giải và mức độ sử dụng hòa giải còn hạn chế, song có đến 78% số doanh nghiệp trong cuộc khảo sát nêu trên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam trả lời thể hiện sự quan tâm đến việc sử dụng thử hòa giải thương mại với tranh chấp kinh doanh. Như vậy, hoàn toàn có cơ sở và niềm tin vào việc nếu có một khung pháp lý cụ thể, một sự tuyên truyền hợp lý thì hòa giải thương mại trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập kinh tế như ngày nay. Rõ ràng với những con số thống kê khiêm tốn mà chúng tôi có được về thực tế áp dụng chế định hòa giải thương mại ở Việt Nam và với những ưu điểm mà phương thức này đem lại trong giải quyết tranh chấp thương mại, thì một câu hỏi được đặt ra là trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, hòa giải thương mại có cần sớm được tối ưu hóa ở Việt Nam hay không? Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Mặc dù còn nhiều hạn chế và vướng mắc trong việc áp dụng phương thức hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam, nhưng có thể khẳng định, việc cần phải có quy định cụ thể trong pháp luật về chế định này là hoàn toàn có định hướng và có chủ trương. Thì cũng phải nói rằng về vấn đề cái việc đổi mới cải cách là hệ thống pháp luật nói chung, về quá trình cải cách tư pháp thì phải nói đây là một cái quá trình mà trên cơ sở chúng ta đó là từ đó là cái đó là thực tiễn của cái hoạt động tư pháp ở Việt Nam và tiếp thu một cách có chọn lọc của hệ thống tư pháp của các nước trên là kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
Thì vừa qua thì chúng ta thấy đây là những cái điểm mà nó mới, nó phù hợp thì chúng ta mới áp dụng. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những ưu điểm mà phương thức hòa giải thương mại có thể đem lại cho các doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp, một vấn đề không thể tránh khỏi trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Hòa giải là một trong các cái phương thức giải quyết tranh chấp. Thì đây là một cái thủ tục rõ ràng là một cái cơ chế khá là phổ biến ở trên thương mại quốc tế. Sở dĩ đây là cái phương thức phổ biến bởi vì nó có rất nhiều những cái ưu điểm. Cái ưu điểm đầu tiên có thể thấy đây là một cái thủ tục khá là đơn giản và linh hoạt. Nó không có những cái thủ tục tố tụng phức tạp ở trong cái việc giải quyết tranh chấp. Và ở tham gia hòa giải thì các bên tranh chấp là người hoàn toàn có quyền đề ra cái thủ tục và quy trình giải quyết tranh chấp. Và cái điều quan trọng hơn là chính các bên là người quyết định kết quả giải quyết vụ tranh chấp. Tức là các bên khi tham gia hòa giải thì các bên có thể lường trước được cái kết quả của vụ tranh chấp và có quyền tự quyết định về cái phương án giải quyết tranh chấp. Thì tôi nghĩ rằng là cái giải quyết tranh chấp thương mại thì có nhiều cách. Mà tất nhiên là một cái cách tốt nhất là không có gì bằng, đó là cái cách mà thương lượng hòa giải với nhau. Nếu mà mình được mà thương lượng hòa giải với nhau thì nó sẽ rút ngắn là cái thời gian giải quyết các tranh chấp, mà nó tạo được cái là sự là gắn bó hơn giữa các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng hơn những cái vướng mắc mà họ vấp phải trong cái quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để lấy được lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp? Việt Nam mình thì các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chỉ biết làm hết mình có thể. Tuy nhiên cái làm hết mình như vậy nhiều lúc cũng phải vướng vào rất nhiều cái mà khó khăn trên thị trường, đặc biệt đôi khi chúng ta gia nhập, khi chúng ta vươn ra thị trường thế giới. Thì chúng tôi rất muốn là cái vai trò, đặc biệt là vai trò của VCCI là người đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, là cố gắng làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những tranh chấp hoặc là đưa ra những cái định hướng tốt nhất để doanh nghiệp mà khi mà tham gia thị trường thế giới thì có những cái an toàn, những mức an toàn nhất có thể. Với cái khung pháp lý như thế thì tôi cũng có cái niềm tin là trong tương lai gần thì chúng ta sẽ có cái hoạt động hòa giải thương mại nó sẽ được tăng cường và nó thể hiện thông qua hai hình thức. Thứ nhất là các cái trung tâm hòa giải thương mại độc lập của tư pháp nhân, và thứ hai là các cái hoạt động hòa giải mà đã được 11 cái trung tâm trọng tài quốc tế, trọng tài của Việt Nam đăng ký để hoạt động. Và rõ ràng, để khuyến khích việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải, thì việc xây dựng khung pháp lý cho hòa giải được coi là quan trọng nhất trong cải thiện việc sử dụng hòa giải ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động hòa giải phải được tổ chức với các quy chuẩn chuyên môn cao, đảm bảo về khả năng thi hành và bảo mật thông tin. Đây là một cái chế định hoàn toàn mới. Mà trước đây thì Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 204 là sửa đổi năm 2011 là chưa có quy định. Sở dĩ lần này mà bổ sung cái là chế định này vào trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nó là nhằm để thể hiện cái của thể chế hóa cái đường lối cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, là tăng cường cái việc là hòa giải là trong nhân dân và tòa án là bằng là hỗ trợ bằng cái quyết định công nhận của tòa án. Do vậy, với việc ra đời của Nghị định 22 năm 2017 về hòa giải thương mại, thì để triển khai thi hành Nghị định 22 này, các tỉnh và các sở tư pháp của các tỉnh cần thực hiện công bố thủ tục hành chính về hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền của sở tư pháp, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc, đăng ký hoạt động trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài đối với trung tâm trọng tài bổ sung hoạt động hòa giải thương mại tại địa phương được thuận lợi và kịp thời. Lập và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ chức hòa giải thương mại theo đúng quy định của pháp luật. Nghị định 22 được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển dịch vụ hòa giải thương mại với tư cách là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại độc lập, tạo hành lang pháp lý thống nhất trong việc khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng dịch vụ hòa giải. Đồng thời, việc ban hành nghị định góp phần thể chế hóa cam kết của Việt Nam trong WTO đối với lĩnh vực dịch vụ trọng tài và hòa giải thương mại. Phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Trần Thị Thúy Hương ở thành phố Vinh, Nghệ An có hỏi. Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, cho tôi hỏi một vấn đề như sau.
công ty của bố tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được thành lập đã được vài tháng và trong điều lệ của công ty thì có ghi là thành viên góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản cố định. Các thành viên đã góp đủ tiền mặt nhưng giờ giám đốc có một căn nhà và muốn được góp vào công ty thay cho số tiền mặt đã góp. Vậy thì cho tôi hỏi như vậy có được hay không? Mong chuyên mục trả lời giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin mời luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 1 điều 35 luật doanh nghiệp năm 2014, tài sản góp vốn có thể là tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng tiền Việt Nam đồng. Điều lệ công ty ghi là thành viên góp vốn bằng tiền mặt và tài sản cố định. Điều lệ của công ty được hình thành từ sự thỏa thuận của các thành viên. Do vậy, việc sử dụng tiền mặt và tài sản cố định để góp vốn vào vốn điều lệ của doanh nghiệp là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp cũng như là điều lệ công ty. Do bạn không hỏi cụ thể, giám đốc công ty có ý định thay đổi tài sản góp vốn diễn ra vào thời gian nào? Đó là trước, trong cái thời gian 90 ngày theo quy định của pháp luật hay là sau cái thời gian mà 90 ngày, cho nên tôi xin chia thành hai trường hợp như sau. Trường hợp 1, việc thay đổi này diễn ra trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo khoản 2 điều 48 luật doanh nghiệp quy định, thành viên góp vốn phải góp vốn đầy đủ, đúng loại tài sản đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thành viên công ty chỉ được góp vốn, phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu như được sự tán thành của đa số các thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết. Trong trường hợp này, theo quy định trên, thì khi có sự thay đổi về cái tài sản góp vốn thì bạn cần phải có sự thỏa thuận, sự nhất trí của các cái thành viên còn lại trong công ty để bạn thực hiện cái việc thay đổi này. Trường hợp thứ hai là việc thay đổi diễn ra sau cái thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do pháp luật không có quy định trong cái trường hợp này nên nếu muốn thực hiện việc chuyển đổi tài sản góp vốn, bạn cũng cần căn cứ vào điều lệ công ty đã được thông qua và cũng cần phải có cái sự thỏa thuận đối với các thành viên khác. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn và cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.